Đồng hồ vạn năng DMT 99, model mới nhất năm 2024 của hãng Fornisi. Với chiếc đồng hồ này sinh ra có thể hủy diệt tất cả những chiếc đồng hồ vạn năng thế hệ cũ như thế này. Và chúng ta sẽ cùng xem xem chiếc đồng hồ này có thể làm được điều đó hay không. Sách hướng dẫn sử dụng. Và đây. Đây chính là chiếc đồng hồ các bạn có thể nhìn thấy chiếc đồng hồ này được thiết kế khá hiện đại, khá hầm hố cũng nhỏ gọn trong lòng bàn tay. Ở phía đằng sau nó làm hơi gồ lên. Đây nó có cái móc để chúng ta treo nó lên. Đây mình so với cái đồng hồ mà mình hay dùng đây, các bạn nhìn thấy nó có vẻ nó nhỏ gọn hơn này. Rồi, xem xem phụ kiện nó có những cái gì nào. Một cái dây à, khả năng cái này là dây cắp sạc à đây cắm cổng sạc vào đây như vậy là bên trong khả năng nó tích hợp mà pin pin sạc rồi do đó chúng ta không phải sử dụng những cái pin tiểu nữa bởi vì những pin tiểu sau một thời gian sử dụng chúng ta lại phải thay pin hoặc là để quên mà dùng cái pin tiểu kém chất lượng là chảy nước ra cái dây này khá mềm các bạn ạ. xem nào à, 1 1000V này 20A này con này là con ba này. Đây, cái đầu của nó này. Ồ, oh, cái đầu này ngon đấy, Bởi vì cái đầu này nó nhọn nên là đo nó sẽ dễ hơn. Để thế dụng đồng hồ này, các bạn bật nguồn lên này. Đây các bạn thấy không? Đồng hồ mới mua nên là chúng ta cần cài đặt cho tiếng Anh này. DMT99. Ồ, oh, các bạn nhìn thấy không? Màn hình màu nhá. Đây mình tắt cái đèn đi, các bạn nhìn thấy chưa? Màn hình màu, quá đẹp luôn. Cái màn hình màu này là cái màn hình mà giống như điện thoại của chúng ta sử dụng ấy. Lần đầu tiên một chiếc đồng hồ đo vạn năng thông thường sử dụng màn hình màu. Ở đây các bạn nhìn thấy nó có bốn cái lỗ để chúng ta cắm que đo. Và chúng ta sẽ cắm một cái que đen vào cổng com là cổng chung. Còn đối với các cái đo thông thường như là điện áp này, điện trở này, tụ điện thì chúng ta cắm vào cái cổng V ôm này nhé. Còn đo dòng điện chúng ta sẽ cắm vào một trong hai cổng này. Tùy theo cái mức dòng điện mà chúng ta sử dụng. Bây giờ mình sẽ đo một số phép đo thông thường này. Các bạn gạt cái này lên để chúng ta chống này. Đầu tiên mình sẽ đặt ở cái chế độ auto. Đây là cái nút giữa này các bạn chuyển về chế độ auto này, chúng ta sẽ đo con điện trở này xem nào. Nó được bao nhiêu? Các bạn nhìn thấy đo điện trở được 38,5 kΩ. Thực tế đây là một cái con điện trở vạch và nó là 39 kΩ như vậy là con điện trở này có sự sai số. Bây giờ mình sẽ đo cái điện một chiều nhá. Đây này, điện một chiều này. Các bạn thấy không là 16,97V Đây cái điện áp ra đang là 17V Thì kia nó là 16,97V Như vậy là cái đồng hồ này cũng có độ chính xác tương đối Khi mà đo một chiều này chúng ta chơi luôn sang điện xoay chiều này Các bạn thấy không 225V Như vậy là với chiếc đồng hồ này nó có chế độ tự động chuyển thang đo Nên là các bạn yên tâm được rằng chúng ta cắm nhầm thang đo cũng không sao rồi với đo tụ điện hay điện áp thì chúng ta sẽ sử dụng cái thang này nhé Bởi vì cái thang auto này nó chỉ auto cho điện một chiều, điện xoay chiều và điện trở thôi Còn chúng ta muốn đo thông số khác này thì chúng ta nhấn thang này Đây là điện một chiều này Đây là điện xoay chiều này Đây là đo điện trở này, đo điện trở thì lúc nãy mình đo rồi đây là đo tụ điện này. Bây giờ mình có một con tụ điện là 1000 microfarad. Và bây giờ mình sẽ đo thử xem là nó bao nhiêu microfarad nhá. Các bạn lưu ý khi mà đo tụ điện các bạn đừng chạm tay vào hai que đo nhá, bởi vì nếu chạm vào nó sẽ sai số. Các bạn có thể thấy nó đang cho kết quả là 1,025 mini fara tương đương với 1000 micro fara. Như vậy là đúng trị số con này rồi. Rồi, tụ điện này. Ở đây là đo điện áp và đo chập mạch này khi mà nó chập mạch thì các bạn thấy nó kêu đúng không? Với thang này thì chúng ta đo được cả diode này, À, dây đỏ là dây dương nhá. Đây khi mà đây là đang đo ngược chiều thì là con diode nó không thông này. Còn đo xuôi chiều này. Thì các bạn nhìn thấy nó đang là à, điện áp thông của nó là 0,58 V. Ok như vậy con diode này ok. Rồi chúng ta sẽ test xem cái thang đo, đó là thang đo dòng điện thì các bạn để ý này, chúng ta nhấn này thì nó sang thang đo dòng điện là miliampe thì chúng ta sẽ rút cái cọc v ôm này chuyển sang cái cọc miliampe. Đấy, chuyển sang đây. Rồi Và đây là đo dòng điện một chiều nhá Các bạn nhấn lần nữa này Thì đo ampe một chiều này Đo mili ampe xoay chiều này Đo ambe xoay chiều này Thì như vậy là các bạn đo dòng điện nào thì Các bạn chuyển chuyển đúng thang đo Và mình cũng lưu ý này ở đây nó có hai cọc, một cọc là miliampere và một cọc là 10 ampere. Thì khi mà các bạn ước chừng xem là cái phép đo của mình nó dòng điện là bao nhiêu Thì chúng ta cắm cho nó chuẩn Bởi vì nếu mà các bạn cắm ở cái thang đo mA Thì các bạn chỉ đo được tối đa là 1A Nếu như cái dòng đo của chúng ta mà lớn hơn 1A Thì lập tức nó sẽ cháy cái cầu trì bên trong Tương ứng với cái 10A thì tối đa chỉ là 10A Nếu lớn hơn 10A thì cũng cháy cầu trì bên trong Các bạn hết sức lưu ý cái đó cho mình Nếu các bạn không biết phép đo của mình ước chừng bao nhiêu A Thì các bạn cứ đặt ở cái thang đo to nhất để đảm bảo an toàn Bây giờ mình có một cái bóng đèn led này Chúng ta sẽ đo dòng xem con này ăn bao nhiêu này Ở đây mình sẽ để ở cái dòng miliampe này Ở đây là miliampe Thì là miliampe một chiều nhé Chúng ta sẽ chuyển sang miliampe một chiều Đây miliampe một chiều đây rồi Rồi chúng ta sẽ đo xem con này nó ăn dòng bao nhiêu nào Đèn led đã sáng Các bạn nhìn thấy là nó ăn dòng là 294 miliampe Đấy tương ứng với là 0,294 ampere thì các bạn lưu ý với mình một điều Đó là khi mà các bạn đo dòng xong Thì các bạn nên tạo một cái thói quen Đó là chúng ta sẽ rút cái cổng đo dòng này Chuyển sang cái cổng đo vôn Đó là cổng V ôm này Bởi vì sao? Bởi vì rất nhiều người quên Và kể cả bản thân mình cũng vậy Đó là chúng ta cứ để ở cái thang đo dòng như thế này Đây để ở thang đo dòng như thế này Sau đó là chúng ta bật thang đo ôm Xong rồi chúng ta cắm vào đo ôm phát là Một là cháy đồng hồ Hai là cháy nguồn của chúng ta bởi vì sao? Bởi vì bản chất cái thang đo dòng này là ở bên trong của nó có một cái điện trở săn Tức là nó nối tắt giữa cái cổng com và cái cổng milambe hoặc là cái cổng ampe này. Cái nối tắt như thế thì đồng nghĩa việc là các bạn cắm cái que đo vào để đo nguồn đúng không? Đo đo vôn ấy. Thì có phải là đang chập nguồn đúng không? Thì nó chả cháy. Thì vừa rồi là các cái tính năng đo thông dụng mà một chiếc đồng hồ đo vạn năng thông thường như thế này đều có. Thì với chiếc DMT99 cũng đều có luôn. Tuy nhiên DMT 99 có những cái tính năng mà những chiếc đồng hồ đo thông thường này không có và có khả năng nó sẽ hủy diệt cái đồng hồ kia bởi vì mọi người khả năng sẽ dùng cái đồng hồ này nhiều. Đây, cái nút ở phía dưới này là chúng ta sẽ đo được cả nhiệt độ này. Đây là đo nhiệt độ phòng đang là 22 độ C này. Các bạn nhớ một lần nữa thì chúng ta sẽ chuyển sang đo tần số đây. Bây giờ mình sẽ đo tần số của điện lưới nhé. Thì các bạn nhìn thấy tần số điện lưới đang là 50,12 Hz. Đây có một cái tính năng nữa mà cực kỳ hay này, đó là tính năng phát hiện dây có điện hay không. Các bạn nhấn lần thì chúng ta sẽ sang cái tính năng đó là tính năng NCV, tức là phát hiện cái dây có điện. Thì với cái tính năng này các bạn rút cho mình hai cái que đo này ra nhá, để cho nó tránh nhiễu. Đây ở đây mình có cái ổ cắm đây. Mình cắm cái cái dây vào cái ổ cắm nhá và đây nó sẽ có một cái dây đó là dây pha. Đây mình sẽ dùng bút thử điện này các bạn nhìn thấy cái dây này là dây pha nhé, bút thử điện sáng này. Còn dây này là dây trung uh, tính này, bút thử điện không sáng này. Ok. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái đầu NCV này mình sẽ dò dần vào cái dây trung tính là cái dây màu uh, nâu này. Thì các bạn nhìn thấy này, dò sát đến nhưng mà không có tín hiệu nào báo ra. Đấy thì cái dây này chúng ta có thể sờ được vào. Nhưng mà với dây màu xanh là dây pha này, sát vào thì các bạn nhìn thấy chưa? Sát vào nó báo đỏ này. Và nó báo động kêu luôn. Thì cái dây này là dây pha chúng ta không được phép bởi vì cái tính năng NCV nó sẽ dò cái điện trường xung quanh. Thì cái tính năng này cũng khá hay nhá. Nó sẽ thay đổi màu này, cái màu trên màn hình cũng như là thay đổi cái tốc độ báo động này. Đây gần này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Nó xa xa thì nó báo động là màu xanh này, đến gần nữa thì bắt đầu nó chuyển sang màu vàng này. Đấy, đến sát nữa là sẽ màu đỏ, tức là cái cường độ tín hiệu của điện trường Càng lớn thì nó báo hiệu màu đỏ và đồng thời cái tiếng báo động nó sẽ dồn dập hơn. Cái đồng hồ này rất hay, đó là dây trung tính và dây pha nó sát nhau nhưng nó vẫn xác định được dây nào là dây trung tính, dây nào là dây pha. Đây giả sử như mình đo ở phía dưới này đi thì các bạn nhìn thấy đây. Đấy. Đây là đo không tiếp xúc nhá, nhưng mà các bạn nhìn thấy này, nó đã phát hiện cái phía này, phía này là có dây pha. Nhưng mình lật ngược lại này. Đấy, lật ngược lại cái phía dây màu nâu kia. Thì các bạn nhìn thấy chưa? Đây. Dây này là dây trung tính nó không hề kêu mặc dù hai dây được đặt sát nhau. Có những cái thiết bị mà nó đo kiểm tra dây có điện hay không ấy nhưng mà nó lại không xác định được dây nào là dây trung tính và dây nào là dây pha. Nhưng đối với cái đồng hồ này nó đã làm được điều đó. Thì với tính năng này cực kỳ hữu ích đó là khi mà các bạn không biết được cái đầu của mình để chúng ta thử được cái bút thử điện ấy thì chúng ta sử dụng cái đồng hồ này là chúng ta biết được cái phía nào có dây pha này. Phía nào có dây trung tính thì khi mà chúng ta cắt dây điện chúng ta hãy cắt ở cái phía mà có cái dây trung tính này để nó an toàn hơn ngoài ra các bạn cũng có thể biến cái đồng hồ này thành một chiếc bút thử điện nhé chúng ta nhấn một lần nữa để sang cái tính năng đó là tính năng live cái biểu tượng của tính năng ly đây là cái đường dây điện đôi thì chúng ta sẽ cần một cái dây que đo màu đỏ chúng ta cắm vào cái cổng vo và cái que đo lúc này đã trở thành một chiếc bút thử điện đây mình sẽ đo này các bạn để ý này phía trên Đấy các bạn nhìn thấy chưa Đây là dây pha này Nó báo động này Phía dưới là dây trung tính Không báo động này Mình sẽ thử bút thử điện lại cho các bạn xem này Đấy bút thử điện sáng nhá Không này Ngoài ra chiếc đồng hồ vạn năng này Còn có những cái tính năng cực kỳ hay Mà những đồng hồ vạn năng khác không có này Ở đây nó sẽ có ba cái chế độ này Đầu tiên nó là chế độ đo thông thường này Chế độ thứ hai Đó chính là cái chế độ ghi này Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái chế độ ghi cho các bạn xem nhá. Thoát ra ra này. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Đối với chế độ ghi thì các bạn thấy không? Nó sẽ ghi được cái việc là mình đo điện áp này, điện áp một chiều này, điện áp xoay chiều này, điện trở này, tụ điện này. Rồi đo diode, đo chập mạch này, rồi ghi về nhiệt độ này. Đấy, ghi về nhiệt độ này, ghi về tần số này. Và ghi về đo cái dòng điện này, miliampe. Đây nhá, giả sử mình đo dòng điện đi, dòng điện một chiều đây. Thì các bạn để ý nhá. Đây mình đo bằng điện một chiều này. 11,9 này. Và các bạn muốn ghi thì các bạn sẽ nhấn cái auto này để ghi lại. Này. Đấy, đây là cái 11,98 V này. Bây giờ mình đo xoay chiều này, bây giờ chuyển sang đo xoay chiều này. Đo xoay chiều này. 225 V ghi lại này. Đó. Thì những cái thông số này nó sẽ được ghi lại vào trong bộ nhớ của máy. Các bạn nhấn vào menu này. Và các bạn sẽ vào cái history record này. Thì các bạn nhìn thấy ở đây nó đang có hai cái thông số, mình vừa ghi đó là 11,98 dòng điện một chiều và 225 là dòng điện xoay chiều. Thì cái tính năng này rất hữu ích khi mà các bạn sửa chữa. Ví dụ như các bạn sửa chữa một cái thiết bị nào đó và các bạn đo ở một cái linh kiện nào đó có cái điện áp là 11,98 V thì nó hoạt động tốt. Hôm sau các bạn gặp một cái ban bệnh đúng ở cái linh kiện đấy thì các bạn chỉ cần đo lại xem là à cái linh kiện đấy nó có đạt được cái điện áp 11,98 hay không nếu như nó không đạt được thì chứng tỏ nó đang bị lỗi ở đâu đó. Và cái bộ nhớ của cái đồng hồ này nó sẽ lưu được 8 kết quả nhá. Nếu mà lên kết quả thứ 9 trở đi thì lập tức là nó sẽ tự động xóa những cái kết quả trước đó. Những kết quả nào mới nhất thì nó để ở phía trên. Rồi, tính năng tiếp theo là các bạn nhấn giữ menu để chúng ta vào menu. Đó là cái chế độ uh, theo dõi liên tục monitor đây. Thì đối với cái chế độ theo dõi liên tục này thì các bạn sẽ cần cài đặt có ba cái thông số, đó là theo dõi về điện áp này, điện theo dõi về dòng điện này và theo dõi về nhiệt độ. Ví dụ như là mình cần theo dõi về điện áp. Đây mình sẽ cài đặt cái min ở cái mức là 5V nhá. Đây, 5V này. Và cài đặt max ở cái mức đó là 20V. Rồi, min 5V, max 20V. Rồi bây giờ mình sẽ cùng các bạn ra ngoài để chúng ta xem thì đây chính là cái giao diện mà theo dõi liên tục này. Đây mình sẽ đo đo cái uh, điện một chiều ở đây nhé. Các bạn gạt nó lên để cho các bạn dễ theo dõi này. Đây là mình đang đo một chiều này. Các bạn cũng có thể đo sai chiều cũng được này. Nhưng mà bây giờ mình sẽ đo một chiều nhá. Thì cái nguồn một chiều đang là 12 V 11,9. Như vậy là nó chưa 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 quá mức mà cũng chưa ở cái mức là thấp quá đúng không? Thì bây giờ mình sẽ điều chỉnh này lên 20V này. 19,99 này. Tăng lên này. 20V tức là 20V,99 thì nó quá mức 20V thì các bạn nhìn thấy nó báo đỏ này, nó báo động đỏ cho chúng ta. Đó, nhưng tiếc rằng là nó lại không báo còi, nó chỉ có báo mỗi trên màn hình này thôi. Thì cái tính năng này rất hay ở cái chỗ đó là nó sẽ giám sát điện áp trực tiếp liên tục cho chúng ta. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Điện áp có thay đổi thì màn hình nó cũng hiển thị liên tục. Nhưng mà khi mà điện áp thấp, thấp hơn đấy, thấp hơn 5V này. Thấp hơn thì nó cũng báo đây, báo mức min này là, mức quá thấp so với mức cài đặt. Các bạn cũng có thể thay đổi cái giao diện màn hình này nhá. Đây các bạn thấy là đây là cái giao diện hiện tại nó đang mặc định là như thế này. Các bạn có thể thay đổi sang cái giao diện số 2 bằng cách nhấn giữ cái nút menu này. Chúng ta sẽ xuống cái system rồi vào cái thêm hai tức là cái giao diện số 2 Đây vào giao diện số 2 Ok Rồi nhấn auto ra ngoài Thì các bạn nhìn thấy cái giao diện số 2 nó kiểu như thế này Thì các bạn thích giao diện nào thì các bạn đặt giao diện đấy thôi Rồi các bạn muốn reset mặc định lại nhà sản xuất thì các bạn sẽ vào cái mục reset này nhé Còn ở phía dưới nó là cái thông số máy rồi Và khi mà bạn sử dụng xong Bạn nhấn nút nguồn tắt đi Que đo các bạn kẹp vào đây Hãng thiết kế cái này rất tiện dụng luôn. Còn khi chúng ta muốn gọn gàng nữa, chúng ta cuốn cái dây nó vào. Rồi chúng ta kẹp que đo nó vào. Các bạn thấy không? Đồng hồ của chúng ta rất gọn gàng. Với cái thiết kế kẹp ở hai bên đằng sau như này, mình thấy đây là một cái thiết kế cũng khá hay. Nó vừa có tác dụng kẹp và đồng thời khi mà các bạn để trên mặt bàn nó cũng sẽ có một cái độ nghiêng dốc về phía người sử dụng ấy, nó tiện. Đằng sau nó cũng có một cái chốt để chúng ta có thể để nghiêng cao nhất để dễ xem nhất. Đây, mình sẽ tháo ra cho các bạn xem xem bên trong của con đồng hồ này. Một cái siêu phẩm đồng hồ này xem nó có những cái gì. Đây, các bạn thấy không? Bên trong đây. Bên trong là nó dùng một viên pin 3,7V 1500mAh Thế các bạn thấy đây Cái mạch của nó rất xịn sò Ở đây nó có hai cầu trì Tương ứng với hai cái lỗ cắm để đo dòng này ma và 10 ma này Con này nó là cái con dơ le để chuyển thang đo này, này Ở đây nó có một con chip Con chip này nó lại bị xóa số này Đây con xử lý chính này Cái mã của nó là CH32V303 Bên cạnh nó là một con ROM Winbo tất cả các chương trình nó lập trình thì nó sẽ được nạp vào con này đây phía dưới đây thì cái này nó là cái màn hình nhá thôi cái màn hình thì nó cũng chả có gì nên là mình không mở đây nữa. vì mở ra là cái bụi nó vào bên trong này phím bấm này đây cái mặt phía dưới đây thì ra cái mặt phía dưới là nó không có gì cả ở phía trên này nó chính là cái anten cái anten ncv đó là cảm nhận từ trường để nó phát hiện xem là dây có điện hay không ở đằng sau này các bạn có thể nhìn thấy ở đây nó có một cái nút bấm này mình cũng chưa rõ cái nút bấm này để làm gì hay là nó để reset không rồi thì mình cũng vừa mới chia sẻ cho các bạn đầy đủ cái tính năng của một chiếc đồng hồ DMT99 đây là cái model mới nhất rồi và các bạn thấy rằng với chiếc đồng hồ vạn năng này nó có đầy đủ các tính năng của một chiếc đồng hồ vạn năng thông thường nhưng nó còn có những cái tính năng nổi trội hơn rất nhiều mà những chiếc đồng hồ vạn năng thông thường không có thì các bạn thấy không nó có đáng để hủy diệt những chiếc đồng hồ thông thường này chưa đối với đồng hồ thông thường này Màn hình thì là màn hình thông thường nhưng đồng hồ này màn hình rất đẹp, có nhiều tính năng ưu việt. Xét về giá tiền thì chiếc đồng hồ này mình mua nó gần một củ, nhưng với chiếc đồng hồ này chưa đến một củ, chỉ vài trăm ngàn đồng thôi. Giá rất tốt. Còn xét về chất lượng thì với cái thương hiệu Finisii này là một cái thương hiệu rất nổi tiếng về các cái thiết bị đo rồi. Thiết bị đo của họ khá tốt trong tầm giá. Và Finity là một cái hãng tiên phong để sản xuất chế tạo ra những cái thiết bị đo ưu việt nhưng mà giá thành tốt nhất. Thì với những cái lý do trên thì bạn chọn đồng hồ này hay là một chiếc đồng hồ thông thường. Các bạn hãy bình luận ở dưới phần mô tả video nhé. Ok cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.